Tờ CM Sport của Thái Lan đưa tin, đội bóng vừa giành quyền lên chơi tại Thái League mùa giải 2019 là câu lạc bộ Chad muốn chơi mộ thủ thành Đặng Văn Lâm. Đội bóng có biệt danh voi trắng Chad FC vừa giành quyền lên hạng Thái League và đang trong quá trình củng cố lực lượng chuẩn bị cho mùa giải 2019. Thủ thành mang hai dòng máu Nga Việt Đặng Văn Lâm được Chad FC đưa vào tầm ngắm, tờ báo của Thái Lan cho biết. Cách đây một năm, Văn Lâm từng đăng ảnh mặc áo của Mông Thông United, khiến người hâm mộ cho rằng anh sắp đầu quân cho đội bóng Thái Lan, nhưng đây chỉ là tin đồn, CM Sport biết. Mông Thông United là một trong những câu lạc bộ lớn nhất của Thái Lan, đây là cái tên khá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, khi đội bóng này từng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Calisto, vị huấn luyện viên đã đưa đội tuyển Việt Nam tới chức vô địch AFF Cup 2008, chức vô địch AFF duy nhất tính cho tới lúc này. Mông Thông cũng là nơi mà huyền thoại Liverpool Robbie Fowler từng thi đấu. Thủ thành Văn Lâm sở hữu chiều cao lý tưởng 1m88. Cầu thủ 25 tuổi đang là người chân giữ khung thành số 1 ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Anh được đánh giá là nhân tố giải quyết bài toán thủ môn vốn nhức nhối bao năm qua của bóng đá Việt Nam. Lần cuối đội tuyển Việt Nam sở hữu một trận chặn vững chắc cho khung thành khi tham dự AFF Cup đó là năm 2008. Đó cũng là lần mà đội tuyển của chúng ta lên ngôi vô địch. Thủ thành của đội tuyển Việt Nam năm đó là Dương Hồng Sơn cũng giành quả bóng vàng trong cùng năm. Văn Lâm đã giữ sạch lưới trong chiến thắng 3 sao của đội tuyển Việt Nam ở ngày ra quân trước đội tuyển Lào. Cầu thủ Việt Kiều hứa hẹn sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình trong hành trình còn lại tại AFF Cup 2018. Đội tuyển Việt Nam sẽ có một tuần để nghỉ ngơi trước khi có trận tiếp đón đội tuyển Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 16 tháng 1. Hai trận đấu cuối vòng bảng chúng ta sẽ hành quân tới Myanmar để chạm trán đội chủ nhà trước khi trở về hàng đẫy tiếp đội tuyển Campuchia lần lượt vào các ngày 20 và 24 tháng 11.